kề bên nhau. Vâng, em vừa test bộ sản phẩm cho bác khách, ba bác nhé, cụ thể là ba bác khách đặt những cặp loa Boss đời chót, những con đẩy liền vang đấy, nó kiểu như dạng như âm ly, nó rất là hợp với loa Boss. Và con này có thể các bác ghép thêm hai cặp loa, ghép hai cặp loa, một cặp Boss, một cặp B chẳng hạn, và một cặp Boss, một cặp Prodeo đấy. Và các bác lấy những bộ mic hàng bãi và quả súp của JD. Và đây thì em chưa cả cắm súp nhá, mà nó đã hay như thế này rồi. Hay bởi vì sao? Bởi vì con đẩy liền vang nó rất hợp với loa Boss loa B. Con này rất hay, giá chỉ 3,8 triệu đồng tại cửa hàng em. Đấy, con này thì em vừa về thêm được đồ đó 6-7 con. Đấy, hàng này nó rất hiếm thôi anh em. Nó cực hợp với cả loa Boss, loa B. Đây em chưa đấu súp nha. Rồi, súp chưa cắm điện. Đấy, chỉ có cặp Boss thôi. Chỉ có một duy nhất một cặp Boss là đã hay này rồi. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. Và cả bộ sản phẩm như thế này, gồm súp này, đẩy liền vang, mic bãi và cặp loa, giá chỉ rơi vào đâu đó khoảng 20 triệu đồng thôi các bác nhá. Thì cặp loa em bán giá sale các bác hết mức luôn. Những sản phẩm này đều giá cực tốt, kể cả những bộ mic này em bán sale rẻ hơn thị trường 400-500 nghìn. Đấy. Và các bác lại vừa đến, em không biết là các bác đến mua cái gì, bác vừa điện em. Cảm ơn các bác nhá. Em test là 3 bộ như thế này để trả ơn các bác. Các bác ở trong miền Nam, các bác ở Linh Bình và các bác ở Phúc Thọ. Nhiều lắm các bạn, em nhận quá nhiều ở Hòa Bình này. Vâng, bác Hồng Hà này. Rồi bác Thành này. Nhiều lắm các bác nhá. Tổng là 3 bộ như thế này, còn những cặp loa thì các bác chốt gần 10 cặp rồi. Cảm ơn các bác và anh em trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ với giá rất tốt. 8 triệu đồng những cặp loa đời chót thì chắc chắn là giá siêu sốc rồi. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ Ngọc Quang Bắc Giang. Em xin tạm dừng để tiếp các bác này vừa đến với em.